Nhận định bóng đá Hà Nội với Hà Tĩnh, 19 giờ 15 phút ngày 29 tháng 3. Sau khởi đầu không như ý, Hà Nội FC đang dần chứng tỏ đẳng cấp của mình với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Hải Phòng, Thanh Hóa và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hà Nội đã tìm lại chính mình ở 3 vòng đấu gần đây sau khởi đầu bết bát trước những đối thủ mạnh là Hải Phòng, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đều giành được 3 điểm tối đa, qua đó vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai 1 điểm. Vòng đấu sắp tới được chơi trên sân nhà trước đối thủ bét bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Về mặt lý thuyết, Hà Nội khó bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức mới giành được 4 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 5 lần. Thi đấu trên sân khách luôn là một thách thức lớn với đội bóng núi Hồng. Trong vòng 4 trận xa nhà gần đây tính trên mọi đấu trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh toàn thua, thủng lưới 7 lần mà không thể ghi nổi một bàn danh dự. Xa hơn, 7 trận sân khách trước đó, Tuấn Hải và các đồng đội thua 6, hòa 1, chỉ ghi được tổng cộng 1 bàn thắng. Những thông số trước giờ bóng lăn đang hoàn toàn chống lại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế nhưng nhận định kết quả trận đấu sắp tới, giới chuyên gia bóng giã nét vẫn tin rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC. Thứ nhất, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đang dần đưa đoàn quân dưới quyền trở lại bằng lối chơi thực dụng. Hai trận gần đây Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa Hoàng Anh Gia Lai 10 điểm và đánh bại Hải Phòng 9 điểm. Mùa giải trước khi đối đầu Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa 1-1 ở giai đoạn 1 và chỉ thua 0-1 ở giai đoạn 2. Thời điểm hiện tại Hà Nội FC lại đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Sau Văn Hậu, Hùng Dũng, đến lượt Bruno Cunha, Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương. Trận đấu sắp tới, Hà Nội còn mất hậu vệ Văn Kiên vì án treo giò. Quang Hải đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi vắng mặt ở 3 vòng đấu gần đây. Tuy nhiên rất khó để kỳ vọng vào một màn trình diễn ấn tượng của quả bóng vàng Việt Nam 2018 khi anh và nhiều đồng đội vẫn đang bị ám ảnh bởi những chấn thương tại giải đấu nổi tiếng quyết liệt trên bình diện toàn thế giới. Dự đoán tỷ số Hà Nội 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.